Bạn đã quá quen thuộc với món gỏi cuốn. Đúng. Nhưng có một loại gỏi cuốn chắc chắn bạn chưa từng thử. Có hả quen thuộc? Gỏi cuốn tai tiếu tuyết. Nguyên liệu những quái kỹ, nhân vật gây xôn xao cộng đồng mạng Việt Nam. Đồ ha, giờ này mới tập tạ thôi. Những tài năng hiếm có, khó tìm. Cậu bé khiếm thị chơi được rất nhiều loại nhạc cụ. Kiếp trước Kyle là người Việt Nam. Và gia vị đó tại tiếu tuyệt phiên bản mới lần đầu tiên bạn thưởng thức duy nhất trên HTV2 lúc 20 giờ từ ngày 2 tháng 12.